Zelensky đến thăm các vị trí quân sự ở phía nam Ukraine. Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã đến thăm các trại quân đội dọc theo chiến tuyến Didon Petrov ở miền nam Ukraine vào ngày thứ Sáu, 8 tháng 7. Zelensky cùng với các quan chức văn phòng tổng thống đã tổ chức một cuộc họp và trao tặng bằng huân chương cho các quân nhân. Chuyến thăm diễn ra một ngày sau khi ba người thiệt mạng và năm người khác bị thương trong cuộc pháo kích của lực lượng Nga vào Kharkiv. Tại miền nam Ukraine, Nga tiếp tục gây sức ép lên quân đội Ukraine đang cố gắng giữ phòng dọc theo biên giới phía bắc của khu vực Donetsk. Sau khi củng cố hiệu quả viện kiểm soát hoàn toàn của họ đối với khu vực Luhansk và các vùng lân cận, Moscow đã tuyên bố rõ ràng rằng họ đang có kế hoạch chiếm các phần còn lại của Donetsk. Kiev vẫn kiểm soát một số thành phố lớn. Thị trưởng thành phố Donetsk, ông Kramatorsk cho biết các tên lửa Nga đã bắn vào trung tâm thành phố trong một cuộc không kích vào hôm thứ Năm, có ít nhất một người thiệt mạng và sáu người khác bị thương.